Em xin gửi lời chào đến thầy và tất cả các bạn đang theo dõi video này. Em tên là Bùi Quốc Khái, là sinh viên lớp EQ K43. Sau đây em xin được phép trình bày về một vấn đề mà thầy đã đưa ra, đó là vai trò của flushing trong việc đi tiêu và đi tiểu. Đầu tiên chúng ta phải hiểu flushing có nghĩa là gì. Flushing có nghĩa là sự rửa bằng tia nước. Vậy thì thuật ngữ flushing sử dụng trong trường hợp sau khi chúng ta đi tiêu hoặc là đi tiểu, có thể hiểu rằng nó là việc vệ sinh vùng kín bằng vòi xịt. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại dụng cụ và thiết bị có thể đảm bảo được chức năng đó, và thường thấy nhất chính là hệ thống vòi xịt cầm tay ở rất nhiều nhà vệ sinh hiện đại trên thế giới, hay còn gọi là hand body spray. Bên cạnh đó còn có các hệ thống bồn cầu hiện đại hơn, tích hợp sẵn vòi xịt và thực hiện chức năng một cách tự động. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi, đó là có cần thiết phải sử dụng vòi xịt hay không, hay chỉ cần dùng giấy vệ sinh là đủ. Và cái thứ hai là nếu như chúng ta đi du lịch ở những nơi không có vòi xịt mà vẫn muốn đảm bảo được khả năng vệ sinh tối ưu thì phải làm sao? Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, phải hiểu vai trò của flushing, mà ở đây chủ yếu là đối với người phụ nữ. Đó là sau khi đi vệ sinh thì hầu như là rất khó loại bỏ được hết những cái chất tiết và cặn bã quanh vùng bộ phận sinh dục và phân ở hormone. Nếu như sử dụng giấy thì nguy cơ thường trực là sẽ gây thương tổn chảy xước ở những vùng này, và thậm chí là có những trường hợp gây chảy máu. Đây là một cơ hội rất lớn cho các loại vi khuẩn có hại xâm nhập ngược dòng gây nhiễm trùng tiểu, đặc biệt là ở những người phụ nữ là do chiều dài niệu đạo ngắn, chỉ khoảng 3-5cm mà thôi. Và bên cạnh đó còn gây viêm âm đạo, chẳng hạn như do Bacteroides hoặc là Mycoplasma. Nếu như chảy xước ở hậu môn, khả năng sẽ dẫn tới viêm nhiễm và tiến triển đến áp xe hậu môn. Như vậy, ưu tiên vẫn là sử dụng flushing. Ở câu hỏi thứ hai, có một loại dụng cụ tương tự nhưng có thể mang theo thuận tiện khi chúng ta đi du lịch, gọi là portable bidet, hay còn gọi là bình vệ sinh cầm tay di động. Với tính tiện dụng và hiệu quả lại cao thì các bạn nữ có thể trang bị để giúp vệ sinh hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó, nó cũng thật sự hữu ích cho trẻ em, bởi vì chúng ta có thể tự tạo áp lực vừa đủ để xịt nước vào vùng kính mà vẫn tránh gây tổn thương vùng sinh dục của trẻ. Post poop, your potty trainer is a bit messy. Cleaning up can leave skid marks in pants and in parking lots if you have to buy another crap load of wipes or toilet paper. The Frida Baby Butt Washer helps with both. Use good old H2O to spray away the mess. Then pat their bottom dry to put an itchy behind you. Stop flushing the green stuff and scrubbing the brown stuff. Get the Frida Baby Butt Washer for your toddler's tushy today. Wiping woes? You've got this. Frida Baby. The fuss stops here. I know is not enough.